gần hồ môn luôn. Không phải thằng này nó đá nhanh mà anh, thằng này đá nhanh lắm. Đá. Không phải nó đá sân này không hắn cũng chạy hơn bình thường, đá ép trên nhanh, thằng này nhanh mà đá nhanh cực kỳ luôn. Anh đấu đại thế nhá. Ép trên em ạ. Vâng, thằng này ép trên em đá hay lắm. Vào đây, quả đây vào. Nó vào góc luôn. Không phải. Năm quả chưa vào quả nào. Nhìn cái này nón vậy. Chưa một lần được mà ăn mừng. Tôi quá đam ba bận mẹ nó mà vào nhận tất cả rồi. Quá làm ba bận nữa. Không, thằng cống ấy. Bạn thằng cống đã được ấy. Cống mà về đang ở lâu về đã hay đấy chân nó không. Thằng ngoài. Về đang về đã đến bạn mấy hùng trước này. Thằng hùng thằng trung này, thằng công này, ba thằng. Đã bá quả thế à? Bao luôn hả? Vô đâu gì nữa? Sao mình đã được, mình đã vô ba quả, vô đã vô quả là thì sao mà bên tí còn cống ghê. Đá mấy sao chém người, nhìn người, thằng đã được đá. Tranh một đá chứ sao này lại vào sao chém vào thằng cống để cho anh em qua có đá được chim có cái đâu mà. Bên tí vừa vô cống chỉ đó cái vô đấy thôi. Cống. Thôi thế là vui rồi. Đá ba quả mấy nên tiếng định quả lấy vào tay ông ạ cái chỗ. Thằng nào được bọn thằng cống thì đó đá có cơ hội nó dây án hơn thì tao bị tâm lý cho hành. Có là chị vô đó. Tôi ngồi là chứ.